Rễ nhà gần đây rồi hả chú ha? Đây này. Chú cũng đầy lại đó tới rồi. Dạ. Từ trên đó chạy xuống về đây có xa không chú? Đốt trên chạy rắn đồng tâm nó về đây mười mấy cây số chú. Mười mấy cây hả? Gần 20 cây. Dạ. Dạ, cái này là bánh gọi là bánh gì chú? Bánh cam. Bánh cam chú ha. À vậy em còn nhớ không ra. Rồi, mình đi vô nhà. Chú đạp cái chân trống coi chú kìa. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Tuấn Vĩ đang có mặt tại Mỹ Tho. Xã này xã gì chú? Ở đây là ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong. Ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong. Dạ rồi, xã Mỹ Phong chú ha. Ấp Mỹ An. Dạ con hiểu rồi. Đó thuộc thành phố Mỹ Tho đó quý vị. Thì thưa quý vị là hôm nay thì có người chị của Tuấn Vĩ là chị Sáng Hai Viên, thì cũng có nắm được thông tin của chú đây là một người rất là khó khăn nè quý vị. Nên là chị có nói với Tuấn Vĩ là đến để ghi nhận cũng như là gửi cho chú một số tiền để chú có tiền chú xài Tết. Chú năm nay thì chú cũng rất là lớn tuổi nhưng mà chú mưu sinh bằng nghề đi bán bánh này quý vị. Là buổi tối là chú phải làm thức khuya dậy sớm lắm để làm cái bánh này, rồi đi bán cũng vất vả. Đó thưa quý vị, là hồi nãy chú cũng nói là chú đi cả mười mấy cây số để về đây. Chú vừa đi chú lại vừa kéo cái khăn ra để chú lau mồ hôi đó quý vị. Nhìn cái hình ảnh đó thấy rất là thương. Thời này rồi mà chú. Vậy đi bà Tư có khách cho mà. Bà Tư. Cái thời của cách đây. Bà làm kỳ quá. Dạ. Bà xã chú à. À bà xã đây đó hả? Bị cụp xương sống. Bị cụp xương sống hả? Dạ. Dạ. Mời chú vô nhà. Dạ. Hôm trước tôi gặp cái ông đó, ông có cho tôi được 200, ông đi tập thể dục, ông có nói. Tội nghiệp ông lắm, ông hỏi đó chú ở đơn vị nào, tôi nói ở chiếc giáp, ông nói ông cũng ở chiếc giáp nữa. Vậy là cùng đơn vị với nhau hả chú? Cùng đơn vị. Vậy là chú hồi đó chú đi vào khoảng năm nào? Tôi đi rồi ông chi đồng trưởng tôi á, là ông Vinh rể của ông gia Thiết đồng trưởng, Thiết đồng cháu. Ông gia. Bây giờ vậy, con xin lỗi chú. Chú lấy ghế ngồi đi, mình ngồi ngoài này cho nó sáng cho nó mát cũng được. Chú ha, chú lấy cái ghế. Nông thôn vậy thôi, ngồi đây. Hồi nãy đi bán hồi trưa ai điện cho chú? Dạ. Ông anh hả? Dạ. Chú ngồi. Ông nói có mấy đứa em tôi tìm ông ơi. Ủa con xin lỗi chú đã ăn uống cái gì chưa? Sáng còn đi uống cà phê rồi đi bán luôn tới giờ về. Chú có cần ăn cơm đi, ăn cơm đi rồi mình nói chuyện sau. Thôi được rồi, để ở nhà có nấu rồi cho hướng dẫn ăn thôi. Con nhìn chú có vẻ là chú mệt lắm á. Ở trển về đây mười mấy gần 20 cây số lần mà. Thì tôi cũng về, tôi nghe điện rồi là tôi về liền mà. Nếu mà con không điện thì chú còn bán ở đó lâu không? Cũng còn, bán hết mới về. Bán hết mới về. Chào chị. Gái thứ tư. Vậy chú tất cả có mấy người con? 8 người. Ồ, 8 người con hết hả chú? Mất hết thằng em nó bị tai nạn. Rồi nó mất rồi còn 7 người. Rồi mấy đứa kia là nó lớn rồi, nó có vợ chồng, nó tứ tán, nó đi mướn nhà nó học. Mà thưa chú, vậy thì bây giờ chú vẫn chưa được nghỉ hả? Chú vẫn mưu sinh hoài vậy đó cũng hả? Bán hồi năm 75 tới giờ mà. Bán nghề này bán mấy chục năm nay, bốn mấy năm rồi. Chứ giờ chú đi vậy là chú mệt dữ không? Cũng không mệt, chứ tới đâu chứ mình mệt là mình nghỉ. Mệt đâu nghĩ đó. Mệt đâu nghĩ đó. Rồi còn cô rồi cụp xương sống lâu chưa, bị gì mà cụp xương sống? Bị ba té rồi đó. Hai xương sống nó nói rồi. Bây giờ chịu luôn. Cách đây khoảng 20 mấy năm về trước có 10 triệu là trị hết mà đâu có tiền đâu trị, để luôn. Bây giờ nó vậy nè. Bây giờ đi là cái lưng nó vậy, nó còn. Nó còn vậy. Vậy nó hồi đó rồi bị té. Vậy đây chú bây giờ cũng chưa có được nghỉ ngơi gì hết trơn hả chú? Đi bán thì đi chuột sáng đi chiều về vậy.
Nhưng mà nếu ví dụ như mà chú ngưng bán thì cái chi tiêu rồi sinh hoạt này kia thì có bị thiếu hụt dữ lắm không? Thiếu chứ. Dạ. Vẫn thiếu. Dạ. Nếu ngưng bán thì chi tiêu này kia. Hôm trước tôi gặp cái anh đó đi tập thể dục, ông đi tụ nghiệp. Ông hỏi tôi ở đơn vị nào, đứng nói chuyện. Giờ đi ông cho tôi 100 lát, ông kêu tôi lại hỏi anh nào đó đơn vị nào, tôi nói chiếc giáp, ông nói rồi. Rồi chiếc giáp nè. Rồi ông gửi thêm 100 nữa là 200, ông nói để khi nào tôi tìm tới nhà ông tôi nói chuyện. Tôi cho biết nhà. Ông hồi đó cũng ở chiếc giáp thôi. Mà anh nói là anh về này còn con còn ở bên Mỹ á. Con chưa về kịp. Thì nay cũng bởi vì mùa dịch rồi Covid này kia đó thì cái sự mà di chuyển đi lại này kia cũng khó khăn. Thì hồi đó là cô cũng làm nghề đi bán như chú luôn. Còn đi bán nè. Lúc cũng bán giờ nghỉ. Nghỉ bán luôn. À. Bán nhiều quá thì chỉ. Dạ. Về già rồi thôi. Nếu mà từ đây lên Chạy Rắn mà nếu đi thẳng luôn. Hồi nãy đó thì con có nói với chú là để con chạy qua đó luôn mà chú không chịu. Chạy qua Chạy Rắn nè hả? Chạy qua cái chỗ chú bán á. Xa lắm. Mà chú không biết được đi, chú đi không được. À vậy hả chú? Có bản đồ mà lo gì. Vậy rồi bây giờ còn bao nhiêu đây thì chú giải, tính giải quyết ra làm sao? Lát nữa đi bán chập nữa đi. Giấc chiều đi bán luôn. À đây phải chi mà vé số này kia thì con mua cho chú, chứ còn ăn thì con ăn không hết rồi. À hồi chú lấy cho con 5 cái con ăn nha chú. Dạ. À hồi con mua cho chú 5 cái ủng hộ chú ha. Ở dưới là bánh nếp hả chú? Hả? Ở dưới là bánh nếp hả? Ở dưới là bánh mặn. À bánh mặn. À, nó có trứng cút. Dạ. Còn ở trên là đậu xanh. À trên là đậu xanh, còn ở giữa? Ở giữa cũng đậu nữa. À chỉ có mấy dưới, mấy cái dưới là bánh mặn thôi ha chú. Dạ. Dạ. Rồi một ngày như vậy là chú bán được khoảng bao nhiêu cái? Trăm mấy rồi. 100 mấy chục cái. 120 bánh. 100 mấy chục cái là tính ra tiền là bao nhiêu chú? Tính ra cái 5,000. À. Thôi hồi nữa con lấy chú. Hồi nữa con lấy. Đây lấy chứ, đây ăn đi. Để kêu cà phê uống nha. Dạ không, con uống cà phê. Rồi chú để đó đi. Hồi nữa con chú. Hồi nữa chú không lấy mà, con chưa có lấy đâu. À, mình trò chuyện chút xíu đi, chưa có lấy. À, vậy thì mấy người con của chú thì cũng lập gia đình hết. Cũng ở xa, ít về lắm. À. Con nhỏ thứ tư thì nó ở đây với chồng, nó ở đây làm bánh cho tôi đi bán thôi. Dạ. Còn hồi trước thì mẹ nó làm. Hồi trước là mẹ nó làm, bây giờ mẹ nó yếu rồi. Rồi làm cái nghề này để cho con gái thứ tư nó làm. Dạ. Rồi mình đi bán. Chứ giờ ở đây đâu có làm ăn gì. Chú tính chừng nào thì mới nghỉ? Chừng nào đi không nổi rồi. Đi hết nổi là nghỉ. Đi hết nổi. Cũng còn đi được là đi. Đưa bán hồi năm 70, coi 30 tháng 4 năm 75, 76 bắt đầu bán luôn tới giờ mà. À. Hồi trước á, thì tôi có bằng lái. Bằng lái xe xích. Rồi sao ở Tiền Giang này có đám. Ê! Sao ở Tiền Giang có đám xe xích. Đứng chơi con. Đi đứng la. Ở Tiền Giang này có đám xe xích. Hồi đó là kêu bằng hãng xi măng nào đó. Tôi xin vô tôi làm vậy mấy anh đó đó. Mấy anh cán bộ này nè. Mấy anh nói tôi là chế độ. Không có nhận. Là tôi nạp đơn coi như là tôi nạp đầy đủ hồ sơ tôi là bằng lái. Hồi đó tôi học ở Thủ Đức mà. Hồi xưa tôi học ở Thủ Đức, tôi học 3 tháng ở Thủ Đức mà tôi học ở sáng là lý thuyết, chiều thực hành. Sáng là lý thuyết ở trong trường, chiều ra giờ Gò Dưa đó là Thủ Đức là thực hành. 3 tháng liên tiếp vậy đó. Sau rồi lấy bằng lái về đây. Hồi đó là tôi về đây là tôi có bằng lái M13 rồi. Tôi lái hồi đó lái chiếc giáp. Hồi đó Tiền Giang này là có thiết đồng 6. Rồi đó là tôi về đây là tôi lấy chiếc giáp. Rồi thời gian đó là gần Hòa Bình đó, là năm 73 là tôi mang trung sĩ nhất. Cấp bậc tôi là trung sĩ nhất, trưởng xa, chi đoàn 16. Hồi xưa là mấy ông chi đoàn trưởng tôi nhớ hết trơn nha. Chứ tôi không quên đâu. Hồi đó, còn nhớ hơn chú kể còn, tên. Hồi đó là ông Vinh.
là rể của ông gia Thiết Đoàn Trưởng, Thiết Đoàn Xá Kỵ Binh, là Thiết Đại Quý Gia. Ông già ông, ông già vợ ông bố ông là ông gia, còn ông là ông Vinh. Ông Vinh là chồng của cô Phượng hay là cô Hằng vậy đó. Hôm trước tôi hỏi cái ông mà đứng nói chuyện tôi không biết mà. Rồi sao rồi đó là ông Vinh đi là tới ông Vinh đổi đi là tới ông gì tức là Đại Quý gì đổi đi ở về ở thời gian được tới Kim tới ông Chi Đoàn Trưởng là ông Phan Văn Ngọc. Phan Văn Ngọc đổi đi rồi là Kim Sơn Việt người Ấn Độ. Ông coi Chi Đoàn Trưởng Chi Đoàn 16. Chú đi rồi da tay này kia nó cháy hết trơn chú ha. Cháy hết trơn chú. Da tay nó cháy hết ha. Triều quá rồi. Dạ. Dạ. Thì chú sức khỏe trong người chú thấy sao? Có còn khỏe không? Hơi mệt mệt á chứ đi chứ chỗ nào mệt quá ghé lại chỗ nào ngồi nghỉ rồi đi nữa. Dạ. Con thấy cái sắc thái của chú có vẻ chú đạp xe xa hay sao thấy chú mệt lắm ạ. Hồi mà điện lên cho tôi hay là lúc đó tôi đang bán rồi tôi về liền. Dạ. Vì ở chảnh là tôi chú đi về là tính ra ở chảnh về đây là mười mấy cây số mà. Dạ. Rồi. Trên 15 cây. Hồi nãy con liên lạc với chú nếu mà chú hồi nãy con nghe chú nói là đang trên đường về cái hướng này nên là con mới chờ dưới này chứ không con chạy trên đó luôn. Tội nghiệp chú đi xa xôi quá. Nó quen rồi chú ơi. Cái nghề này là mấy chục năm nói đây lên chợ rắn đồng tâm mà tôi ngày nào cũng đi bán hết á. Dạ. Rồi ngủ nghe này kia còn được không chú? Ngủ nghe được không? Mới ngủ. Khoảng 12 giờ mấy tôi mới ngủ được. Dạ. Nằm suy nghĩ chuyện đời hoài. Suy nghĩ chuyện đời. Suy nghĩ chuyện gì rồi chú nói con nghe. Mình hồi nói ra thì giờ mất công quá chú ơi. Chứ mình con chuột mà để con mèo bắt mình nhiều khi mình cũng hối hận lắm chứ. Hồi xưa là giờ mình là con mèo mà chứ phải con chuột mà để con chuột cho nó giật con mèo đó mà mình thấy mình đau lắm chứ. À, thôi trời trời khiến vậy rồi. Con thì sinh sau nên là con không có rành. Dạ. Dạ. Thưa chú hôm nay thì rất gần. Dạ. Hôm nay con vô đây á là qua cái lời nhắn nhủ của người chị con. Dạ. Dạ. Người chị con có biệt danh là Sáng Hai Viên, Chiều Hai Viên. Dạ. Là có gửi cho chú 10 triệu đồng. Dạ. Dạ. Thì cộng thêm là lời chúc là chúc cô chú là ăn Tết vui vẻ. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Để con đếm tiền con gửi chú ha. Đúng 100 tờ. Đúng 100 tờ là 10 triệu hả chú ha? Dạ. Yeah. Yeah. Thì đây là tấm lòng của chị con. Thì con cũng xin thay mặt cho chị con là chúc sức khỏe tới cô chú. Yeah. Thì nếu được á, thì chú giảm đi bán lại cho nó phần nào nó khỏe khoắn. Chú thay mặt gia đình của cô gì? Cô Sáng Hai Viên. Cô Sáng Hai Viên rồi chú. Dạ. Thay mặt gia đình. Dạ. Cả gia đình cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Chú Mười rất cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Sao chú khóc vậy nè? Chú khóc là vì lý do gì nè? Ừ. Chú khóc là lý do gì nè? Lý do là tại vì mình bức quá xúc động đi. Dạ. Từ hồi xưa giờ hồi năm 75 tới giờ đâu cầm được mình số tiền là bảy tới 90 triệu này. Vậy hả chú? Quá xúc động thiệt. Yeah. Tính ra năm 75 tới giờ mới cầm được bữa nay là được 10 triệu này nè. Tôi thấy là trong đời tôi là 40 mấy năm. Yeah. Mới cầm được 10 triệu của cô Duyên cho. Yeah. Thì chú Mười cũng thay mặt gia đình cảm yeah. ơn cháu nhiều lắm. Yeah. Thôi chú bớt xúc động. Nói chung dù chú như thế nào cũng có những người xung quanh quan tâm, chú quan tâm vậy để động viên chú, an ủi chú được phần nào. Chú mới gặp cháu lần đầu tiên. Yeah. Bữa nay lần đầu tiên, còn cái anh mà tập thể dục á, là tôi gặp hai lần. Yeah. Một lần đầu
lần sau vậy tôi cũng bán bánh cam dài cái ở bờ kè cho anh Đặng Lên Đồng Tâm á. Ông kêu tôi lại, ông hỏi bán được không anh, tôi nói dạ tôi được. Ông nói tôi về chơi cái chừng 5-10 bữa anh cho tôi số điện, chừng nào có tôi anh cho anh hay. Thì tôi mới vừa đi, ông nói thôi anh cất 200 uống cà phê. Thì tôi về tôi cũng nói mày trả tôi, trời cái ông bạn này không biết ở đâu mà ông gặp cho tôi 200.000 mà. Bằng một ngày tôi bán rồi đó. Nếu mà tôi bán hết một tuần này tôi lời được 200. Mà bữa sáng ông cho tôi 200 thì tôi rất mừng. Không biết cái cỡ nào mà trả ơn ổng được cái gì. Nói chung là lá lành đùm lá rách chú. Dù sao thì khi bạn bè của chú rồi thế hệ của chú mà thấy chú phải cực khổ đi bán như vậy thì nếu các bạn biết được thì các bạn cũng quý và quan tâm chú. Cũng như giờ ông chi đoàn trưởng tôi là bây giờ hỏi lại mấy đứa con cũng cãi bè nó đi về đây quê ngoại, tôi hỏi nó, nói giờ ba con bên Mỹ, ông nói là quê của ổng á, quê chính của ổng á, quê chính của ông ở là Đức Hòa, Đức Huệ, thuộc về tỉnh Long An. Ông là đại quý chi đoàn trưởng tôi là ổng là kêu cái gì dễ kêu quá, ông Chạc. Ông Chạc, Chạc. Đại quý Chạc, ông Chạc. Trên ông Chạc, Rồi một ông chi đoàn trưởng tôi nữa, ông Chạc đổi đi rồi, ông chi đoàn trưởng mới nữa là ông Kim Sơn Việt, người Ấn Độ. Còn giờ ông chi đoàn trưởng tôi hồi xưa đó là ông Phan Văn Ngọc á, ông bị thương cái giò đó. Là nhà ông kế nhà của ông má vợ ông Thiệu á. Là ông Ngọc ông đi Mỹ lâu rồi. Các mà mấy ông chi đoàn trưởng thôi. Tôi biết tên hết rồi. Phan Văn Ngọc cũng đi rồi. Kim Sơn Việt cũng đi rồi. Rồi ông Tích, ở hai chỗ nhà thờ lớn giờ nhìn qua ông cũng đi rồi. Trời ơi. Thì thưa chú là lâu nay vậy thì bạn bè của chú thì mất liên lạc hết trơn chứ. Hồi năm 75 tới giờ không còn liên lạc. Cũng biết đâu qua cái video này thì số bạn bè này kia cũng nhờ cái này có thể là kết nối được lại với nhau, thì dù sao thì cũng động viên rồi thăm hỏi. Động viên nhau rồi hỏi thăm về nhau rồi cũng là cái điều tốt chú ha. Hình như là con mắt của chú nó bị còm hả chú? Bị còm chứ. Bị còm. Rồi chú có tính mổ không? Đi hoài đâu có đi mổ, đâu có thời gian đâu mà nghĩ là đi mổ. Chú có muốn mổ không? Bữa nào con giúp chú cái việc mổ mắt thì chú thấy làm sao? chú bây giờ chú nhìn còn nhìn được không? Còn rõ không? Còn tối mờ mờ. Bằng ngày tôi đeo đây đi đâu cũng được mà chiều 7-8 giờ rồi tôi đi không được. Xe mà anh đã đổ đèn cái rồi tôi đứng lại. Còn xe bằng ngày đó, bằng ngày mà giờ tôi đi cỡ nào đi bán, tôi cỡ nào tung lội đi cũng được mà chừng 8-9 giờ đừng có kêu tôi đi nữa. Xe anh đa mà cái loại xe đời mới giờ nó pha đèn thôi rồi tôi đứng lại luôn, hết thấy đường, chá luôn con mắt. Thế là mắt chú bị còm dữ đó chú ha. Thì khi nào mà chú có ý định mổ chú có thể gọi cho con cái số con hồi nãy con gọi chú đó. Chú lưu cái số của con. Tên con là Tuấn Vĩ chú. Con Tuấn Vĩ. Đây là con còn nữa nè, không biết bán mà chú coi giùm. Rồi 0976434897 nè, để con lưu lại cho chú nha. Con lưu là Tuấn Vĩ nha. Hôm nay chắc là chú nghỉ một bữa đi chú. Chú nghỉ một bữa đi. Chú nghỉ một bữa coi như coi như hôm nay là một ngày vui đi. Hả chú? Coi như hôm nay là một ngày vui. Năm 75 tới giờ mới cầm được 10 triệu bạc. Vậy hả chú? 75 tới giờ.
Dạ, biết bao nhiêu năm rồi chú ha? 40 năm. Dạ. Mới cầm được 10 triệu bạc ngày hôm nay. Quá lớn kìa. Vậy là chỉ làm sinh sống qua ngày vậy thôi hả chú ha? Qua ngày. Dạ. Vậy rồi cái này chú ở giúp là... Ông cho. Dạ. Ông giúp cho. Dạ. Cái này là của chị ở bên Mỹ, chị Sáng Hai Viên ở bên Mỹ. Thì con làm giùm cho chị. Có nghĩa là con là người kết nối. Thì chị nhờ con trao tới thôi ạ. Dạ. Chú Mười cũng rất thay mặt gia đình rất cảm ơn chú nhiều. Dạ. Hồi mà chú điện tôi nói chờ tôi chỗ cầu Nguyễn Trãi chỗ chùa. Dạ. Tôi xuống nói chiếc xe 4 chỗ. Dạ. Tôi xuống dốc cầu Nguyễn Trãi thấy 2 chiếc, tôi không biết chiếc nào hết trơn trời. Dạ. Ở chừng mà chú ngồi trên xe tôi chạy qua. Dạ. Chú hỏi phải chú Hồng. Dạ. Chú Hồng tôi nói. Dạ. Phải đó. Dạ. Chứ hồi đó nó nói giờ chú ở đi không ngoài đường tôi. Dạ. Cũng biết chú. Dạ. Chú cũng biết tôi. Dạ đúng rồi, nhưng mà con thì con biết chú. Bởi vì là nghe chú nói đi bán bánh là con nhìn cái xe bánh là. Dạ. con đoán thôi. Vì hồi vừa xuống dốc cầu hồi mà chú nói tôi là chú đậu chỗ. Dạ. Chùa qua. Dạ. Cầu Nguyễn Trãi đậu chỗ chùa xe 4 chỗ. Dạ. Vì mình có ý xuống dốc cầu rồi tôi không dám đạp nữa, tôi trả mà tôi thấy trước có chiếc xe nữa, ở sau nữa có chiếc nữa. Dạ. Tôi đạp chậm chậm lại mình thấy chỗ. Dạ. Mà chú hỏi tôi rồi tôi cũng biết chú là ai. Dạ. Chứ cái ông hôm bữa cho tôi 200 ngàn tôi biết không? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chắc là con xin phép con trò chuyện với cô chút xíu ha. Dạ. Chú ha. Dạ. Chú cho để con lấy cái micro con trò chuyện với cô chút xíu. Dạ. Nói chuyện. Dạ. Mà vậy là... Vậy dạ. Con trò chuyện với cô chút xíu ha. À. Vậy là cô bị vậy là bao nhiêu năm rồi? Bị sao? Bị cục cái lưng nè. Lâu rồi. À, nay cũng lâu rồi. Cả 10 năm rồi. Trên 10 năm vậy rồi ở nhà thì chờ chú đi bán về vậy thôi ha. Ừ. Để đó đi. Dạ. Vậy là cô chờ chú đi bán về thì trò chuyện thôi chứ ở nhà thì chú có nấu cơm nấu nước như này kia gì được không? Được, cũng có nấu cơm nấu nước là ít đi á. Nấu. À, vậy chồng đi bán vậy thì có trông chồng về không? Thì cũng bữa sớm bữa tối vậy đó. Rồi mình nói bữa nay sao trễ quá này kia đó thì thôi có bữa thì cũng sớm. Dạ. Nó có trông dữ không nè? Cũng không trông gì dữ, biết bán là mình cũng biết bán ngày nào nhiều ít vậy đó. Dạ. Ai cũng vậy bán. Dạ. Bữa lắc bữa ế. Dạ. Nhưng mà thì phải bán hết mới về hay là có bữa nào không hết cũng về không? Còn bán sạch tôi mới về. Cái bữa nay là tại vì cho hay rồi tôi mới. Dạ. Dạ. Có nghĩa là sớm tối gì cũng bán hết rồi mới về chú ha. Dạ. Dạ. Vậy là làm cái này nghe nó cũng cực lắm phải không chú? 1:30 bia thức dậy làm hết cả nhà. À. Dạ cô có biết làm bánh không? Biết chứ, hồi đó tôi làm. Hồi đó tụi nó còn nhỏ đó. À. Cho cô chỉ cho con cách làm bánh coi. Gì chú? Dạ. Chú ơi, cực lớn chú ơi. Dạ, cô kể con nghe đầu tiên phải làm sao nè? Bột, rồi ngâm gạo vậy đó. Ngâm gạo xay bột. À. Rồi sao nữa? Rồi cái mình dằn. Rồi cái mình làm bánh này thì mình phải mua đường. Dạ. Đậu đồ, làm nhân. Dạ. Rồi làm... Có gì đâu. Dạ, vậy phải dậy sớm lắm phải không cô? Ừ. Mấy giờ phải dậy rồi? Cái đó là tùy theo bằng nhiều. Dạ. Thì thức sớm. Còn bằng ít thì có bữa sớm, bữa trễ. Dạ. Bữa nào bạn hàng lấy bánh của mình á. Dạ. Nó bán thì mình cũng phải thức hơn nhiều một chút. Dạ, chứ nhưng đâu... mà thường á thì là thức mấy giờ cô? 1:30 chứ. 1:30. 1:30 sáng hả? 1:30 khuya, khuya thức. Dạ. Dậy á. Dạ. Thức dậy nè. Vậy là phải dậy khoảng 1:30 khuya. Ừ. Thì làm nó mới kịp được. Ừ. Vậy thì thức khuya vậy rồi cô có mệt dữ lắm không? Cũng riết rồi đó, cũng quen. À riết cũng quen. Ừ. Ừ. Chứ không quen làm sao làm được. Có bữa nào ngủ quên không? Không. Ngủ quên là hết bán luôn hết. Ừ, không, không có ngủ quên. Dạ. Quen rồi. Dạ. Mình mà lâu rồi đó. Dạ. Quen. Dạ.
Thôi thì con cũng hỏi thăm cho biết vậy thôi, chứ con không có ăn cắp nghề đâu. Thôi, chú cũng nghề chú cực, chú không làm đâu chú ơi, cực lắm. Con đâu có ăn cắp nghề đâu à. Không phải, hỏi cho biết chú, chú không ăn cắp đâu, ăn cắp cũng không được nữa. Yeah, bởi vì cực quá chú ơi. Yeah. Chú là tuổi còn trẻ, còn là chú, yeah, mà làm cực, chú đâu có bằng được. Chú yeah phải lựa cái chuyện nào mà bằng người gọn yeah gàng kìa. À quên nữa, về phần con thì chú lấy cho con rồi đợi qua để tôi lấy cho ha. Tôi cũng lấy tiền à. Không nhưng mà con cái này con không chú à, nếu vậy thì để con biếu cô đấy nha, chú không lấy thì con biếu cô để cô biếu nữa. Dạ không để có gì đi đâu. Dạ cô nghe lời con đi mà, coi như con lì xì cô đi nha, con lì xì cô, con lì xì cô 500 ha. Đó, cô cứ cầm đi, đó, không có gì cả. Dạ con lì xì cô 500 để cô đôi khi thì mua cái này cái kia, ăn bánh này kia lặt vặt. Cái ông hồi mà chú Mười đang bán đồng tâm mà nghe cái ông kia, cái ông là ông vậy nha cô nha. Ông kia chú ơi con lấy 5 cái rồi con. Thôi được rồi. Con đâu có hết đâu ạ. Trời ơi. Con chú lấy chú con giúp cái bánh này nè. Dưới này nè. Dưới này phải không? Dạ, không cái này nè, cái ở giữa nè. Dạ. Đó con lấy 5 cái thôi, chú lấy nhiều. Rồi rồi. Để con nói chú nghe nè. Chú lấy nhiều đó, con ăn không hết rồi con bỏ. Nó rồi, tội nên là con lấy đúng 5 cái thôi. Rồi rồi, được rồi. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều lắm dạ nha con. Rồi vậy con chào chú nha. Dạ, dạ con xin lấy cái micro này cái. Dạ chú ha. Rồi. Rồi, con chào chú nha. Con chú sức khỏe. Rồi con cũng hỏi thăm cô chú vậy thôi. Con giờ con đi công chuyện đã nha. Dạ. Con chúc sức khỏe cô chú với chúc cô chú là ăn Tết vui vẻ. Dạ. Tôi cũng chúc chú cũng ăn Tết vui vẻ. Dạ. Có khi nào ghé đây. Dạ. Có dịp cho con ghé nữa. Ừ. Dạ, rồi con trò chuyện với chú một xíu cho chú có đôi lời tới các cô chú một cái rồi con xin phép con đi công chuyện. Rồi. Dạ. Thì cũng nhân dịp sắp đến Tết á thì con chúc cho cô chú năm nay ăn Tết vui vẻ. Dạ. Dạ. Chú cũng cầu nguyện ơn trên cho mấy cô bển giúp được gia đình tôi như vậy, bữa nay là tôi cầm được một số tiền quá lớn. Dạ. Năm 75 tới giờ là bữa nay tôi cầm được một số tiền là 10 triệu, tôi thấy là quá lớn của tôi rồi. Tôi cũng chú Mười cũng cảm ơn mấy cháu bệnh cũng làm cực khổ lắm chứ không phải là chú giới gì. Dạ. Mà dạ, cho giúp cho chú Mười được 10 triệu này là chú Mười mấy cô có là phụ chú với chú không hay để mình chú hả? Dạ không có gì, cái việc này thì tụi con tự liên lạc với nhau để thì hỗ trợ cho chú. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Chứ, yeah, chứ có mình chú cũng tội nghiệp. Yeah. Rồi chú Mười cũng trước cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn cháu. Dạ. Yeah, yeah. Rồi con chúc chú Mười vui vẻ nha. Yeah. Rồi hôm nay coi như chú nghỉ một bữa đi. Yeah. À, kính thưa quý vị, giờ đây chúng ta xin chào tạm biệt nhau. Và cuối video thì Tuấn Vị xin chân thành cảm ơn chị Sáng Hai Viên đã quan tâm và giúp đỡ cho gia đình nhà chú Hồng. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Sau đây thì Tuấn Vị xin được nói lời tạm biệt. Quý vị nhớ đăng ký dùng kênh cho Tuấn Vị nha. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt quý vị.